Thị xã Đức Phổ đã tổ chức họp triển khai cấp bách các biện pháp để ứng phó với bão số 4. Địa phương lưu ý đến các công tác tuyên truyền để người dân không được chủ quan, các lực lượng xung kích bám sát địa bàn, hỗ trợ giúp đỡ bảo vệ tài sản tính mạng cho nhân dân. Tại cảng Mỹ Á, phường Phổ Quang, tàu thuyền của người dân đã được hướng dẫn vào neo trú, sắp xếp và ràng buộc kỹ lưỡng để tránh va đập khi có gió lớn. Hiện đã có trên gần 170 tàu đang neo đậu tại cảng Mỹ Á. Hiện nay là các tàu đã vào tại bến Mỹ Á này, thì qua đó là chúng tôi sẽ cũng đã tuyên truyền cho người dân, như là buộc chèn chống và coi như là đảm bảo an toàn khi trước khi bão vào. Thì bão lớn là mình có của thì mình phải tự lo thôi, chứ bây giờ nhờ anh nữa. Được của mình là mình lo, mình xuống dây, chủ yếu là dây của cục mình chèn ghe, chèn thuyền mình lẻ để cho nó an toàn. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ, hiện còn 268 tàu cá với trên 1.600 ngư dân còn hoạt động trên biển. Tất cả các tàu đều được nắm thông tin hướng đi của bão số 4 và tìm nơi tránh trú. Ngoài việc kiểm tra, kiểm soát, kêu gọi tàu thuyền, các địa phương ven biển ở thị xã Đức Phổ đã tổ chức các đội tuyên truyền lưu động để người dân biết về tình hình cơn bão số 4 và có biện pháp chủ động ứng phó.